Ghi nhận của phóng viên VOVTV tại chốt kiểm soát quốc lộ 5A Dương Xá, gần đền bà Ỷ Lan, sáng 14 tháng 9, hệ thống camera tự động quét QR code đã hoạt động, hỗ trợ cho công tác kiểm soát lịch trình di chuyển của người dân. Sử dụng camera quét mã QR code sẽ giúp hạn chế tiếp xúc gần giữa cán bộ chiến sĩ trực chốt với các lái xe, tránh hiện tượng lây nhiễm cộng đồng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động khai báo y tế lịch trình di chuyển trước để hệ thống camera quét nhanh nhất. Trường hợp người dân không có điện thoại thông minh sẽ được cán bộ chốt kiểm soát hướng dẫn khai báo y tế bằng giấy. Trong sáng nay 14 tháng 9, lượng phương tiện di chuyển qua chốt quốc lộ 5A Dương Xá gần đền bà Ỷ Lan không quá đông đúc, không để xảy ra tình trạng ùn ứ. Tất cả các phương tiện đều được kiểm tra chặt chẽ, kể cả xe cứu thương. Nhiều chốt chặn nhỏ được bố trí từ xa để điều tiết giao thông, yêu cầu người dân quay đầu khi không đủ điều kiện ra vào thủ đô.